Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo lời bệnh nhân LTH 34 tuổi ở Hải Phòng, đêm ngày 24 tháng 6, con chị H bị sốt nên chị lấy nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ cho con. Khi vẩy nhiệt kế không may, nhiệt kế bị vỡ và đâm trực tiếp vào ngón tay thứ hai của bàn tay trái sau một hai hôm ngón tay trỏ của chị hát bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bầm tím chị hát tự mua thuốc về uống thì thấy tình trạng không thuyên giảm nên đã đến bệnh viện địa phương để thăm khám và điều trị chị hát cho biết bản thân cũng biết thủy ngân là kim loại nặng có chất độc nhưng không nghĩ lại độc đến như vậy chính vì vậy chị đã chủ quan không đi khám ngay khi nhiệt kế bị đâm vào tay Trao đổi với phóng viên báo sức khỏe và đời sống, bác sĩ Nguyễn Mạnh Chiến, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân H được chuyển đến từ bệnh viện địa phương trong tình trạng ngón hai, bàn tay trái sưng nề, có dấu hiệu của nhiễm khuẩn, nghi ngờ có hạt thủy ngân bên trong ngón tay. Kết quả chụp x-quang từ bệnh viện tuyến dưới cho thấy hình ảnh ngón hai bàn tay trái chứa nhiều hạt thủy ngân. Cũng theo bác sĩ Nguyễn Mạnh Chiến, trong trường hợp hạt thủy ngân không được lấy ra khỏi cơ thể, bệnh nhân H sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm cụ thể gây viêm nhiễm tại chỗ, thậm chí có trường hợp gây hoại tử phải cắt bỏ chi. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Chiến khuyến cáo chỉ cần một lượng rất nhỏ thủy ngân vào trong cơ thể cũng có thể gây nguy hiểm. Chính vì vậy khi sử dụng nhiệt kế thủy ngân, người dân cần cẩn trọng không để vỡ, nếu không may bị vỡ cần xử lý đúng cách. Đặc biệt khi sử dụng nhiệt kế thủy ngân cho trẻ cần có sự giám sát của người lớn, không để trẻ tự ý sử dụng. Ông PVD 61 tuổi trú tại huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh có tiền sử bệnh cao huyết áp nhưng không điều trị thường xuyên. Trước khi nhập viện bệnh nhân có giấc ngủ trưa kéo dài đến 6 giờ đồng hồ từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 30. Ngay sau khi thức dậy ông Đê phát hiện liệt nửa người bên trái, nghi ngờ dấu hiệu của đột quỵ, ông được người nhà đưa đến cấp cứu kịp thời tại bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp đột quỵ, lập tức bệnh nhân được thực hiện các chỉ định cận lâm sàng phù hợp kết quả chụp mri não cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu não cấp hẹp nặng động mạch não giữa phải qua trường hợp trên bác sĩ khải khuyến cáo những người đang mắc bệnh lý tăng huyết áp cần điều trị kiểm soát tốt huyết áp để giảm thiểu nguy cơ đột quỵ nếu có những dấu hiệu của đột quỵ thì đến ngay bệnh viện gần nhất có thuốc tiêu sợi huyết có phương tiện cấp cứu để kịp thời điều trị kịp thời tăng khả năng trở lại với cuộc sống bình thường sau đột quỵ theo bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 50 đến 70 trường hợp khám bệnh do kiến ba khoang gây ra, trong đó có một số trường hợp đến bệnh viện khi tình trạng đã quá nặng. Thạc sĩ bác sĩ Phạm Thị Uyển Nhi, Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những trường hợp bị nặng này thường bị bội nhiễm da gây nhiễm trùng rất nghiêm trọng. Đây là những bệnh nhân điều trị không đúng cách, sử dụng phương pháp dân gian bằng cách như dùng lá cây đắp lên vùng kiến ba khoang tấn công đã gây ra tình trạng bội nhiễm khiến tổn thương da trở nên nặng hơn. Ngoài ra, có những trường hợp bị bác sĩ chẩn đoán nhầm bệnh Zola khiến bệnh ngày càng nặng thêm. Dựa vào tập tính của kiến ba khoang, vào mùa mưa độ ẩm phù hợp cho trứng của chúng nở phát triển kiến ba khoang có đặc tính trú ẩn ở những nơi như gác mái khe hẹp của cửa sổ chính vì vậy những người ở các nhà trung cư cao tầng sẽ dễ bị kiến ba khoang tấn công trước tình hình trên bác sĩ nhi khuyến cáo người dân nhất là những gia đình sống ở nơi có nhiều cây cối rậm rạp nên đặt dưới chắn côn trùng vệ sinh nhà cửa sạch sẽ tắt bớt các ánh đèn để hạn chế kiến ba khoang ẩn nấp ở những khe cửa những vùng ẩm thấp hạn chế phơi áo quần vào ban đêm người dân khi bị kiến ba khoang tấn công nên rửa một cách nhẹ nhàng trên vùng da có nọc độc của kiến ba khoang tiết ra không trà sát mạnh vì sẽ khiến nọc độc lây lan bệnh nặng hơn ngoài ra bệnh nhân cần hạn chế cào gãi trả sát cũng như làm vỡ những mụn nước do kiến ba khoang gây ra trên da trong trường hợp trên da xuất hiện tình trạng bất thường bệnh nhân cần đến bệnh viện để được bác sĩ khám và điều trị từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 3 tháng 7, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Hải Dương đã lấy 323 mẫu dược phẩm, 29 mẫu mỹ phẩm, phát hiện 5 mẫu không đạt. Cục Quản lý Dược đã ra quyết định thu hồi trên phạm vi toàn quốc với hai loại mỹ phẩm dược phẩm. Các mẫu mỹ phẩm dược phẩm được lấy tại nhà thuốc thuộc các trung tâm y tế huyện và một số cơ sở sản xuất kinh doanh dược trong tỉnh. Một mẫu mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng là bột khử mồi Chafa 30g, sản phẩm của công ty cổ phần Chafaco, sản xuất tại công ty cổ phần dược và vật tư y tế Thái Nguyên do chứa hàm lượng thủy ngân cao hơn mức cho phép. Bốn mẫu dược phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng gồm dung dịch nhỏ mũi Silometazolin 0,05% lọ 10ml công ty cổ phần dược Danapha sản xuất do chỉ tiêu vi sinh vật không đạt. Viên năng cứng Femacia 2 mẫu công ty cổ phần dược phẩm Medisum có chỉ tiêu định lượng và độ hòa tan thấp viên nén bao phim Cosido B, vitamin B1, B6, B12 do công ty cổ phần một thành viên Amefaco sản xuất có định lượng vitamin B12 thấp. Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Hải Dương đã báo cáo Sở Y tế, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế xử lý 5 mẫu mỹ phẩm dược phẩm trên. Trong thời gian trên, trung tâm còn lấy 71 mẫu thực phẩm tại các chợ dân sinh, phát hiện 17 mẫu không đạt tiêu chuẩn, chủ yếu là do chứa lượng vi khuẩn E. coli cao, nhiễm phô môn.